Nick.vn, uy tín tự động 100%, shop bán ác siêu rẻ, đa dạng game và các loại thẻ game khác nhau. Chiết khấu khủng, bán kim cương, bán quân huy giá cực rẻ, truy cập ngay Nick.vn. Chó đỏ và 10 hành động lồi lõm, xứng đáng xuống địa ngục. Yo, chào mừng 500 anh em băng tạc xăm soi đã quay trở lại với chuyến hành trình. Nếu hỏi đâu là kẻ bị anti nhiều nhất, chắc chắn có một ứng viên tiềm năng được gọi tên Chó đỏ ABC. Nghe cái tên thôi đã cảm thấy không có thiện cảm rồi. Chó được biết như người bạn thân thiết nhất của con người. Ok, đồng ý, nhưng mà trừ loài chó đỏ ra nhá. Hắn ta không biết đã gây nên bao nỗi ức chế, căm phẫn cho độc giả bởi những hành vi trái với luân thường đạo lý. Ở một chức vụ cao, cấp lãnh đạo, vậy mà toàn ăn nói hàm hồ, hành động thua một kẻ tiểu nhân. Bởi ta nói, có giỏi đến đâu mà quên mất môn đạo đức thì cũng vứt vào sọt thôi. Và trong video này, chúng ta sẽ tổng hợp lại tất cả những việc làm xấu xa, đáng được chết 1 tỷ lần của Thủy sư Đô đốc Sakazuki. Ok, mời anh em cùng với xăm soi đến với Chó đỏ và 10 hành động lồi lõm, xứng đáng xuống địa ngục. Let's go! Mười, công lý tuyệt đối. Mỗi người đều có một quan điểm sống riêng, hòa bình, hòa nhã, hòa hoãn hay hòa hiệp cũng được. Nhưng mà cách sống của Akenu lại khiến cho quá nhiều người căm ghét, nhất là những anh em thiện lành như chúng ta. Ông theo đuổi tư tưởng công lý tuyệt đối, vượt qua cả thuyết tương đối. Luôn tâm niệm tất cả hải tặc đều là xấu xa, cá mè một lứa. Chỉ có giết lầm hơn bỏ sót mới là ưu tiên, lấy đó làm tấm bình phong cho việc thẳng tay trừng phạt kẻ khác, bất kể tiểu sử của họ là xấu hay tốt. Theo lời Sakazuki, những người dấn thân vào con đường hải quân đều có quyền cho mình là đúng. Dù sai thì cũng sẽ có công lý bề trên bảo vệ. Ông ta không màng đến tính mạng của người dân, đồng đội hay cấp dưới. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ được giao, bất cứ giá nào phải trả cũng đều xứng đáng. Chính vì cách làm việc có phần cứng nhắc, tàn bạo và trông đáng ghét, chó đỏ trở thành mục tiêu săn đuổi của anh em trên mạng xã hội. Bản mặt hiện lên ở đâu là y như rằng sẽ có anti chế nhạo chân dung. Nghĩ cũng tội mà thôi, mình thì kim cương quan điểm rồi, nhá. 9. Chọc gậy bánh xe. Đây là cách làm của kẻ tồi nhưng lại xuất hiện ở một vị đô đốc, chức vụ cao quý trong hải quân. Là bề trên, đáng lý Akenu nên xử sự một cách đúng đắn, lịch thiệp. Nhưng mà không, ông ta lại dùng tới chiêu chọc gậy bánh xe để mượn tay giết người. Trước khi mà băng dâu trắng tiến vào tổng bộ, chó đỏ đã bí mật liên hệ với Squa, một trong những đồng minh của bố già. Ông ta bơm vào não Squa những từ ngữ khó nghe về dâu trắng. Nào là ông ta từng phản bội thuyền trưởng, nhận một đống con nuôi về hưởng lợi, đánh đổi cả liên minh để cứu A, và A là con trai của Roger, kẻ đã xóa bỏ toàn bộ bằng tặc của Squa trước đó. Những điều này khiến Squa đâm ra nghi ngờ, dính cựa. Chuyện gì đến cũng phải đến, thằng con ngu ngốc của bố đã sai ke, trúng ảo thuật ngôn ngữ của Akenu. Thừa lúc dâu trắng mất cảnh giác, xiên bố một que, trông khá đau đấy. Không chỉ đau về thể xác, tim gan cũng đứt từng đoạn ruột. Thử hỏi bỏ công dạy dỗ, nuôi bao tần thóc tấn gạo, chỉ vì vài câu châm chọc lại phản mình, nghĩ có cay không cơ chứ. Đây là một nước đi nhìn có vẻ cao tay, thực chất thì cũng gọi là một thằng hèn, phương pháp chỉ có tiểu nhân mới sử dụng. Việc Akenu dùng chiêu ném đá dấu tay chứng tỏ thì cũng rất e sợ sức mạnh của huyền thoại dâu trắng, muốn giảm bớt nhuệ khí bằng cách thức bẩn thỉu này. 8. Bơm đều. Ngoài tài năng khiến quân địch lục đục nội bộ, Akenu còn có thể réo lên những câu nói mà chỉ có loài chó đỏ mới phát ra được. Đó là khoảnh khắc cực kỳ đáng nhớ khi A đã thoát khỏi còng đá biển cùng với Luffy chuẩn bị quay về tập hợp với băng. Cứ ngỡ mọi thứ khi ấy sẽ êm xuôi, một cái kết có hậu thì đâu đó thanh niên chó đỏ cất tiếng bên đường. Ông ta biết mình khó lòng bắt giữ được A một lần nữa nên não bắt đầu nhảy số, chơi chiêu khích tướng, nói để bố già để hỏa quyền nóng ruột. Sakazuki tuôn một tràng điều xấu về bố, khẳng định gia đình mà A đang theo đuổi chỉ là hão huyền, ảo mộng, rồi còn sỉ nhục A bởi dòng máu Roger lại đi phục vụ kẻ thù của cha mình. 5 lần 7 lượt. Từng lời nói của đô đốc Dung Nham chạm tới lòng tự ái, sự tự tôn của một chàng trai trẻ. Không giữ được bình tĩnh, A quay lại đòi ăn thua đủ, nhưng mà cơ bản đẳng cấp của cả hai thì quá chênh lệch. Lửa Meramera dưới cấp độ so với Dung Nham Magu Magu. Hành động của A làm cho chó đỏ khoái chí. Một lần nữa, pha chơi đều của ông ta lại thành công ngoài mong đợi, y như mấy thằng đàn ông mặc váy anh em nhỉ. 7. Hạ sát anh thằng Men.
Tội ác lớn nhất của thanh niên yêu màu máu này chắc chắn phải là hành động hạ sát người anh trai quốc dân A. Một chàng trai cool boy mới bước sang tuổi 20, còn cả một tương lai tươi sáng đang chờ đợi. Chưa vợ chưa con, bao nhiêu hoài bão dang dở, tất cả đã bị chôn vùi dưới dòng chảy dung nham của vị đô đốc yêu màu máu. A vì bảo vệ người em trai đã dùng tấm thân sáu múi để che chắn Luffy. Dung nham xuyên qua cơ thể đốt cháy lục phủ ngũ tạng. Còn cái chết nào đau đớn hơn, A ngã gục xuống bờ vai của em trai, chăn trối những lời cuối cùng. Ký ức sẽ mãi mãi ám ảnh trong tâm trí của cậu bé 17 tuổi. Về phía Akinu, chó đỏ không lấy chút thương xót, tự hào về chiến tích vẻ vang qua nhiều lần chơi bẩn. Ánh mắt thỏa mãn của ông ta lúc đấy xứng đáng được đưa xuống địa ngục vì hàng tỷ lần dám giết chết anh trai của thằng Men, người anh trai mà không ai có thể ghét được. 6. Cong đuôi bỏ chạy. Sau khi hạ sát đội trưởng đội 2, Sakazuki bị dâu trắng dùng đao giáo huấn. Bố già nổi cơn thịnh nộ, nhìn thấy đứa con cưng còn là giọt máu của Roger chết ngay trước mặt. Lần này Akinu khó sống rồi. Hai người bắt đầu giao chiến với nhau. Hiển nhiên, chó đỏ không phải đối thủ của bố. Dù trước đó đã bị thương khá nhiều, nhưng mà sự căm phẫn giết chết con trai của bố giúp bố được bắp sức mạnh lên đỉnh điểm, quay về thời điểm đỉnh cao nhất của sự nghiệp. Sàn diễn khi ấy tập trung hoàn toàn vào dâu trắng. Ông ta đánh cho Akinu lên bờ xuống ruộng. Đã có lúc thì cú đấm Kura Kura xé toạc không gian khiến chó đỏ bị thương rất nặng. Trong lúc nguy hiểm, tưởng chừng sẽ bỏ mạng ở chiến trường, Akinu tận dụng khe nứt chui xuống lòng đất lẩn trốn. Hắn ta thì cong đuôi bỏ chạy suốt 10 phút đồng hồ, tránh được cơn tức giận ngoài tầm kiểm soát của bố già. Quả là ngụy quân tử, 36 kế, chạy thì vẫn là thượng sách. Nếu trong thời Tam Quốc, người ta gọi đó là hèn hạ, chứ không có vị tướng nào làm thế cả. Lúc bại trận, thà tự sát nơi xa trường, còn hơn vác bản mặt nhục nhã trở về. Anh em thấy mình nói có chí lý không? Nếu đúng, quất nhẹ ngay một like phát nhé. 5. Truy cùng đuổi tận. Hạ sát con trai vua hải tặc, tránh được án tử từ dâu trắng. Akinu quay trở lại để đi tìm nhân tố S được dự đoán sẽ cực kỳ nguy hiểm trong tương lai. Kể từ sau khi Luffy bộc phát Haki Bá Vương dư chấn toàn tổng bộ, rồi hàng loạt hành động giải cứu A, Akinu thì biết đây thì chắc chắn là mối đe dọa lớn trong tương lai. Giết nó từ trong trứng còn hơn sau này thì khó đối phó. Ông ta truy cùng diệt tận, quyết tâm hạ sát mũ dâm cho bằng được. Dù khi ấy Luffy gần như đã mất hồn vì cái chết của anh trai cậu, cậu thì không một chút phản ứng nào. Ấy vậy chó đỏ nhất định không bỏ qua, cứ dí đuôi ngay sau, đấm một phát thì mới hạ dạ. Điều này bắt buộc những Marco, Vista, Crocodile, rồi Jinbei, Ivankov, rất nhiều người cùng lúc hợp sức thì mới ngăn cản được ông ta. Đến khi ra tận bờ biển, chó đỏ thì vẫn không hề bỏ cuộc. Liên minh tạm thời khi ấy phải hết sức vất vả để Luffy kịp thời lên tàu Polar Tang của Law. Đấy, anh em thấy chưa? Thà giết lầm còn hơn bỏ sót thì có sai đâu. Vừa hạ sát A xong, gián tiếp gây ra cái chết của bố, giờ thì còn truy sát thằng nhóc 17 tuổi. Ỷ lớn ăn hiếp nhỏ, đáng được anti mà. Cũng may lúc đấy Akinu thì không giết nốt Luffy, chứ mà cớ sự xui rủi thì cái mạng của chó đỏ thì cũng không an toàn đâu. Gáp đứng ở trên đã rất nóng máu lắm rồi, giết thêm một đứa cháu của ông thì đừng hỏi tại sao mùi đất lại khó ngửi nhá. 4. Đánh cả người nhà. Đồng địch lẫn đồng đội cũng không tha, một trong tính cách phản cảm nhất đến từ vị trí chó đỏ. Hành động lồi lõm này xảy ra ở cuối trận chiến tổng bộ, khi mà các bên dường như ngưng chiến, mọi thứ ngã ngũ. Với bản tính ngông cuồng cục súc, Akinu thì vẫn tiếp tục truy sát hải tặc, mặc dù đạp lên xác của biết bao nhiêu người cấp dưới. Lúc này chỉ có Kobe là người duy nhất đủ can đảm để nói lên tiếng lòng của mình. Cậu ta nghe thấy mồng một từng sự đau thương mất mát mà người lính phải hứng chịu. Kobe hành động như thể chống lại cả thế giới, mặt đối mặt với đô đốc đôi co vì cuộc chiến vô nghĩa này. Từng lời nói, từng câu chữ động chạm tới trái tim của mỗi người có mặt tại đó, ngoại trừ chó đỏ Akinu. Ông ta thì nào có để ý đến thương vong, mất mát của phe địch hay là phe ta. Giết chóc thì mới đem lại sự sung sướng tột độ. Dù biết trước mặt là một người lính trẻ, nói lên chính kiến bản thân, Sakazuki vẫn bỏ ngoài tai, xem như là không có gì, sẵn sàng ra tay kết liễu cậu nhóc tóc tím. Việc làm này một lần nữa khiến tất cả mọi người phẫn nộ tột cùng. Làm sao một kẻ có vị thế cao như ông ta lại đi chấp nhất một cậu nhóc đáng quý như thế, thật đáng xấu hổ. May mắn thay, Sanh kịp thời xuất hiện để thay trời hành đạo, ngăn cản đô đốc dung nham gây thêm một tội ác trong bảng thành tích dày đặc của mình. 3. Cực kỳ cố chấp. Đôi khi cố chấp bảo vệ quan điểm cá nhân là tốt,
Nhưng mà ở trường hợp của vị thủy sư đô đốc là hoàn toàn sai, bởi vì quan điểm của ông đã được chứng minh là đi ngược lại với lợi ích của người dân. Chuyện xảy ra ở Derosa, nơi mà đô đốc cổ tím Iso đã cảnh báo nhiều lần với ông ta về chế độ Shichibukai đã quá cũ kỹ. Từ đô Flamingo, trước đó là Crocodile, Gecko Moria, lực lượng thất vũ hải chỉ lợi dụng quyền hạn được chính phủ bảo vệ để làm điều sằng bậy, né tránh pháp luật. Dù biết tất cả tội ác mà các thất vũ hải đó từng làm, Sakazuki vẫn coi như là không có gì, góp phần tiếp tay cho giặc. Suy cho cùng, ông ta muốn tận dụng lực lượng này để kìm chân các thế lực hải tặc hùng mạnh như là các tứ hoàng. Ngay cả khi âm mưu của Dofi bị bại lộ, thủy sư Akenu thì vẫn cố gắng đôi co lý lẽ với Fujitora, khiển trách ông ta về việc cúi đầu trước đức vua Riku và các thường dân, cho rằng điều đó là mất vị thế của lực lượng bảo vệ công lý. Tính cố chấp của chó đỏ thực sự khó ai có thể thay đổi được. Mãi đến khi hội nghị Revive kết thúc, thông qua mệnh lệnh của Ngũ Lão Tinh và Tư lệnh Công, thì Akenu mới chấp nhận xuống nước, đồng ý ký vào hiệp ước bãi bỏ chế độ Shichibukai bù nhìn của chính quyền thế giới. 2. Che giấu sự thật. Akenu chưa bao giờ được xem là người đàn ông chính trực, ngay thẳng. Từ vụ việc bơm đẻo, chọc cậy bánh xe, mới đây ta còn thấy một khía cạnh đen tối khác của đô đốc Dung Nham. Chuyện xảy ra ở chapter 956, ông ta đã ngăn cản Senoku kể về lịch sử, những phân khúc còn thiếu mà hải quân trẻ không hề biết. Trong lúc cựu thủy sư đang giảng lịch sử về sự kiện God Valley liên quan đến Gap, Roger, Sebek, thì Akenu đã dùng quyền lực để cảnh báo vị tiền bối không được tiếp tục câu chuyện. Thực chất Senoku chỉ muốn thế hệ sau biết những gì đã xảy ra, tránh bị dắt mũi. Nhưng mà cuối cùng ông đã rời đi vì không muốn làm lớn chuyện với tên tân thủy sư này. Đây không phải lần đầu tiên Sakazuki che giấu sự thật. Dường như tư tưởng công lý tuyệt đối đã ăn sâu vào máu, không cho phép ông ta để lộ những vết dơ ảnh hưởng đến bộ máy của hải quân. 1. Hãm. Vâng, các bạn có lẽ sẽ bất ngờ ở vị trí top 1 hành động xấu xa của chó đỏ Akenu. Bây giờ mình thích thì mình ghét được không? Trông mặt hắn ta hãm tài thế đấy, nhìn đã không ưa nổi rồi. Tính ra thằng đen còn dễ coi và vui tính hơn thủy sư hải quân rất nhiều đấy. Mặt thì lúc nào cũng cau có, mắt thì đăm chiêu, không xem ai ra gì. Còn thêm tật, vừa hút xì gà vừa nói chuyện, chả thấy ưa nổi. Dáng vẻ bước đi thì bên nghiêng bên thẳng, bộ có tật hay gì? Rồi còn trốn ở tổng bộ, không dám ló mặt ra ngoài để giải quyết rắc rối. Đúng là đồ thỏ đế mà. Ngay bộ ngon lắm sao mà không tham chiến để đối đầu với Liên minh Hai Tứ Hoàng đi. Lấy lý do tổng bộ không đủ quân can thiệp, toàn là ngụy biện thôi. Và cuối cùng ấy lại để một đám nhóc dưới sự dẫn dắt của thằng mũ rơm phải trông chờ cuối game, ai cũng yếu hết rồi nhảy vào cướp công như lần trước. Chó đỏ à, ông chả hơn gì tít đâu, một ruột cả đấy. Tôi thách ông bây giờ dám rời tổng bộ nửa bước, toàn núp bóng Ngũ Lão Tinh, Imsama thôi. Mình có nói gì hơi phản cảm anh em cũng bỏ qua nhá, tự nhiên hơi bức xúc một tí, vẫn còn cay cú cái vụ ấy chết anh em ạ. Ok, và trên đây là video chó đỏ và 10 hành động lồi lõm xứng đáng xuống địa ngục. Anh em thì ghét nhất điểm gì ở thủy sư Akenu nhỉ? Bình luận bên dưới cho mình biết về nhá. Rồi, cùng đến với chuyên mục cuối video, lên sóng 3 chiếc comment may mắn nhất nhá. Đầu tiên là bạn SM Tun Subrai. Thank you Samsoy for posting every day. We really appreciate it. Oh, cảm ơn bạn. Tôi cũng rất vui khi mà được lắng nghe điều đó và chúc kênh của bạn thì cũng sẽ thành công ở trong tương lai. Và bạn tiếp theo, bạn Nguyễn Công Tĩnh. Đăng ký kênh, video nào thì cũng like mà chả thấy lên TV. Có nói điều không đấy? Giờ lên rồi này, vừa là bạn chưa? Hả? Và bạn cuối nha, bạn Thắng Hoàng. Anh làm hỏi đáp đi. Ok bạn, đang trong giai đoạn chuẩn bị xuất xưởng rồi nha. Và đừng quên để lại comment bên dưới video này để có cơ hội lên sóng số tiếp theo nhé. Ấn nút đăng ký kênh nếu chưa làm điều đó giúp bọn mình nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở clip ngày mai. Bye bye. Nóng nóng nóng, băng hải tặc Samsoy đang chiêu mộ các thành viên đoàn. Hãy ghé Facebook search One Piece Samsoy, chúng ta sẽ cùng chém gió xuyên ngày đêm cùng với các thành viên khác nhé. Nhớ đấy, thuyền trưởng Samsoy đang đợi bạn, link nhóm ở mô tả nha.